Thưa quý vị thính giả thân mến, Hồng Phúc xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe một hồi ký của tác giả Lê Phi Ô. Hồi ký mang tựa đề Mùa xuân lá khô qua phần trình bày của Hồng Phúc. Tiễn anh một chén rượu tàn, một bàn tay nắm một hàng lệ mau. Cuộc đời thế sự binh đao, phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn. Của tác giả Cao Thị Vạn Giả. Qua một đêm yên tĩnh, rừng núi vẫn còn bao phủ một màn sương, một sự yên tĩnh hiếm hoi cho những người lính nơi tiền đồn heo hút Sa Huỳnh, ranh giới của tỉnh Long Khánh và Bình Tuy. Nơi đây vắng vẻ với một chiếc cầu ván dài 20 thước, bên kia cầu là xóm nhà lá đủ 10 căn của những người thợ rừng. Hàng đêm bọn cộng phỉ thường đột nhập vào những thôn xóm nhỏ vài chục nóc ra nằm rải rác hai bên tỉnh lộ 333 để cướp phá các quán bán tạp hóa, mong tìm thức ăn như mì gói, cá hộp, cá khô, đường và thuốc hút để bổ sung cho những thiếu hụt lương thực của bọn chúng, và thường chạm súng với những tổ phục kích của ta. Tiền đồn Sa Huỳnh với một đại đội địa phương quân cùng bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn nằm trên tỉnh lộ 333 nối liền xã Sa Rê thuộc tỉnh Long Khánh và quận Hoài Đức, Phó Đất thuộc tỉnh Bình Tuy. Con đường duy nhất để người lính nhận tiếp tế vài tháng một lần từ bộ chỉ huy tiểu khu Bình Tuy, và người dân có thể đi lại buôn bán với thế giới văn minh bên ngoài. Con đường này cũng là trục lộ giao liên rất quan trọng đối với Việt Cộng. Từ vùng xuyên hải quân khu 3 lên cao nguyên quân khu 2, qua ngã Phương Lâm thuộc quận Định Quán của tỉnh Long Khánh và Madagui thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau đó đã xảy ra nhiều trận đụng độ giữa ta và địch. Thỉnh thoảng, Việt Cộng mở những trận phục kích đoàn xe tiếp tế của ta, đồng thời phá cầu, đắp mô để cắt đứt lưu thông và cô lập hai quận Hoài Đức và Tánh Linh. Vì thế, những đơn vị trú đóng tại Sa Huỳnh phải hoạt động ngày đêm để ngăn chặn và tiêu diệt bọn cộng phỉ. Ban ngày mở đường an ninh trục lộ, ban đêm phải tổ chức phục kích để ngăn chặn bọn Việt Cộng phá hoại đường xá, cầu cống, đắp mô, cũng như chôn mìn trên tỉnh lộ 333, gây thiệt hại sinh mạng, tài sản của đồng bào qua lại làm ăn buôn bán. Đa số những chiếc xe cán mìn của Việt Cộng chôn trên đường là xe đỏ chở khách và những xe nhỏ của người dân chuyên chở cá, tôm, nông sản, thực phẩm về các chợ xa thuộc tỉnh Long Khánh. Mìn bẫy bọn Việt Cộng chôn bừa bãi đã gây vô số thương vong cho đồng bào, mà đa số là đàn bà, trẻ con và những người già tuyệt nhiên không gây một thiệt hại nào cho chính quyền và quân đội. Khi nhìn những xe đỏ, xe lam ba bánh chở thường dân tàn sát vì mìn của Việt Cộng, máu thịt những người dân vô tội vương vãi khắp nơi trên đường, trên những bụi cây, ngọn cỏ, người lính chúng tôi không kiềm được nước mắt, xót xa cho đất nước, dân tộc ta sao quá đọa đày bởi bàn tay đẫm máu của Cộng sản. Tác giả nào đó đã nói lên thảm cảnh này qua 4 câu thơ. Trên đường vào Phó Đất, chiếc xe nào nổ tung, ôi kẻ gài mìn bẫy, ngỡ mình là anh hùng. Đoạn đường nguy hiểm nhất của tỉnh lộ 333 là cầu số 10, một chiếc cầu ván nhỏ dài hơn 10 thước bắc ngang một con suối cạn thuộc xã Sa Rây, Long Khánh. Ra khỏi Sa Rây, về hướng Phó Đất là cầu số 10.
Đi thêm một đoạn chừng 3 cây số là đồn Sa Huynh, thuộc lãnh thổ Bình Tuy. Đoạn đường này hai bên là rừng, quá xa và hẻo lánh, nên Tịnh Long Khánh không sử dụng, nhưng rất cần thiết cho chi khu Hoài Đức, Bình Tuy. Do đó, đồn Gia Huynh của Hoài Đức phải đảm trách luôn việc an ninh lộ trình mỗi khi có đoàn xe tiếp tế. Từ đồn Gia Huynh tiếp tục đi về hướng Bắc 2 cây số, hướng Võ Đắc là ấp Chính Tâm 1, dân số ở đây độ 200 người với vài chục nóc gia, cũng có chợ họp vào buổi sáng, một nhà thờ nhỏ của Linh Mục Điền và dĩ nhiên cũng có một quán cà phê nhỏ nhỏ. Ấp Chính Tâm 1 là chỗ đóng quân của đại đội 1. Mỗi tháng một hoặc hai lần khi tình hình an ninh cho phép, tôi cùng mấy anh cận vệ từ đồn Sa Huynh lên đây để mua thực phẩm, gặp gỡ bạn bè và không quên ghé quán cà phê. Thiếu úy Thịnh, một sĩ quan trẻ có vóc dáng thư sinh hơn là lính trận, thích làm thơ và giọng hát thật hay. Khi mới ra trường, Thịnh về ở với tôi, nhưng bây giờ là đại đội phó đại đội 1 của đại úy Tòng. Gặp tôi, Thịnh mừng lắm, cả hai kéo vào quán cà phê hàn huyên tâm sự đủ mọi thứ chuyện, làm như đã xa cách từ lâu lắm. Đoạn đường từ cầu Gia Huynh đến Chính Tâm 1 chỉ cách nhau 2 cây số, nhưng chúng tôi ít gặp nhau vì nhiệm vụ. Hơn nữa, đoạn đường tử thần này rất nguy hiểm, hầu như ngày nào cũng chạm súng với Việt Cộng, không lớn thì nhỏ. Tôi thương Thịnh như em ruột và ngược lại. Thịnh không gọi tôi bằng cấp bậc mà gọi bằng anh và xưng em. Tôi cũng thích như vậy, vì gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con, không anh em họ hàng thân thích. Đúng ra tôi cũng có một thằng em ruột, nếu còn sống nó cũng bằng tuổi của Thịnh. Thịnh khoe với tôi là nó có một cô bồ nhà ở đường Phan Văn Trị, Sa Định. Năm ngoái khi về phép, trong một tiệc cưới của cô em bà con Mai, cô em con bà dì cố tình sắp chỗ ngồi của Thịnh với cô bạn học cùng trường nữ trung học Lê Văn Duyệt. Cô gái vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài xõa ngang lưng, gương mặt đẹp nhưng lúc nào cũng đượm một nét buồn mà bạn bè cùng lớp thường gọi là nữ hoàng sầu muộn. Như ai đó một thời đã gọi nữ ca sĩ Thanh Thúy. Mối tình nở hoa từ đó. Thịnh đã 2 lần về phép thăm người yêu, nhưng mấy tháng gần đây không về được vì chiến trường sôi động trên khắp 4 quân khu. Tại Hoài Đức đã xảy ra nhiều trận đụng độ lớn giữa ta và địch. Tất cả giấy nghỉ phép thường niên đều bị hủy bỏ, nên Thịnh chỉ nhận được thư người yêu. Trong lá thư gần nhất, cô ấy hứa sau Tết, nếu tình trạng an ninh cho phép, sẽ xin nghỉ học vài ngày ra tận tiền đồn thăm Thịnh. Thịnh thường mơ một ngày nào đó, bỗng nhiên người yêu của nó với chiếc áo dài trắng nữ sinh xuất hiện nơi tiền đồn heo hút này. Nó sẽ dẫn đi xem những vùng đất lạ mà nơi đó đã có lần đồng đội của nó đã nằm xuống. Dòng máu chan hòa ngọn cỏ, bờ mương cho đất mẹ được đâm bông. Rồi những đêm trời nhiều sao sáng, ngồi nơi vọng gác ngắm trăng lên, thả hồn về trốn xa xăm, mà nơi đó chắc hẳn yên bình, không có chiến tranh, không có người giết người cùng dòng máu, cùng chủng tộc, vì chỉ một học thuyết giai cấp ngoại lai nào đó. Tết âm lịch đã qua nửa tháng rồi, mà dư âm ngày Tết vẫn còn nơi tiền đồn Gia Huynh hẻo lánh này. Buổi trưa, đang ngồi chơi với vài anh em ở vọng gác cổng chính thì một tiếng nổ long trời từ hướng cầu số 10 vọng lại. Chắc là một chiếc xe đỏ nào đó cán mình của Việt Cộng gài. Lập tức tôi liên lạc với bộ chỉ huy chi khu Hoài Đức báo cáo sơ khởi về tiếng nổ
và sự hoài nghi của tôi. Vài phút sau, tôi được lệnh hành quân lục soát khu vực cầu số 10, nơi có tiếng nổ lớn vừa rồi. Một cảnh tượng đau thương hiện ra trước mắt. Chiếc xe đỏ bẹp rúm và tan nát như một đống sắt vụn vẫn còn đang bốc khói và âm ỉ cháy. Vật dụng buôn bán như thúng rổ và các thứ khác nát bét văng khắp nơi. La liệt những xác người có cái không toàn thây, có xác còn nguyên và có cái nát bấy, nằm trên vũng máu. Tôi cho lệnh binh sĩ cố gắng tìm xem có ai còn sống sót không, nhưng hình như tất cả đều chết hết, ước độ trên 20 người. Với sức công phá khủng khiếp của trái mìn, loại đạn đại bác 105 ly, bọn Việt Cộng thường biến cải thành trái mìn chôn trên đường. Khi nổ, chắc chắn không còn bất cứ ai có thể sống sót được. Những cảnh tượng kinh hoàng và dã man này tôi đã nhiều lần chứng kiến, nhưng lần nào cũng làm cho tôi bị sốc nặng, thần kinh hầu như tê liệt. Liền theo đó là thái dương co giật liên hồi và một luồng máu nóng sồn lên mặt. Thật đáng ghê tởm cho bọn người mang danh giải phóng. Tôi liên lạc đơn vị quân đội đồn trú tại xã Sa Rây, nhờ họ thông báo cho chính quyền địa phương giải quyết và thu dọn hiện trường. Một anh lính báo cho tôi biết có vài xác chết còn nguyên vẹn với thân thể mang nhiều thương tích, gồm có xác một cụ già, một chị còn trẻ, một em bé trai và một cô gái tuổi chưa tới 20. Với sức ép của trái mìn khi nổ làm áo quần rách tả tơi, có người gần như lõa lồ. Anh em binh sĩ dùng bôn xô phủ lên thi thể nạn nhân. Cô gái khóe miệng còn rỉ máu, nước da đã chuyển sang màu tái, nhưng không che được nét đẹp của một cô gái trốn thị thành. Nàng còn quá trẻ. Tôi buông tiếng thở dài. Sau khi đơn vị quân đội và chính quyền của xã Sa Rây hiện diện, tôi bàn giao khu vực hiện trường cho họ và lui quân. Ngày đêm đó, đại đội 1 tại ấp Chính Tâm bị Việt Cộng tấn công. Suốt đêm, tiếng súng giao tranh nổ liên tục, hỏa châu soi sáng cả vùng trời. Trên máy, tiếng đại úy Tổng điều động binh sĩ chống trả. Với cường độ tấn công của địch càng lúc càng dữ dội, thiếu úy Thịnh và một vài binh sĩ bị thương, nhưng không nặng lắm. Âm thoại phiên đang liên lạc với bộ chỉ huy chi khu, xin C-130 soi sáng và trực thăng tải thương. Tôi ra lệnh tất cả anh em trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và tiếp viện đại đội 1 khi có lệnh. Những chàng đại bác 105 ly của chi khu yểm trợ rất hiệu quả và đẩy lùi nhiều đợt tấn công tràn ngập của cộng quân. Đại đội 3 của đại úy Trương Kiêm từ ấp Chính Tâm 3 đang trên đường cứu viện. Từ Gia Huynh, đại đội 2, phân đội đại bác 57 ly và bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn do tôi trực tiếp chỉ huy, thọc sâu vào rừng để tránh Việt Cộng phục kích theo chiến thuật công đồn diệt viện mà bọn chúng thường sử dụng. Sau đó, tôi điều động lực lượng cứu viện bao gồm các cánh quân từ Sa Huynh cùng đại đội 3 của đại úy Trương Kiêm đánh vào sau lưng và xuyên hông hướng tấn công chính của địch. Đến hừng đông, sức tấn công của địch yếu dần. Lúc 7 giờ sáng thì tiếng súng im hẳn, địch rút lui để lại nhiều vũ khí và xác chết của đồng bọn rải rác quanh đồn. Phía ta có 5 binh sĩ tử thương và 25 người bị thương nặng và nhẹ, trong đó có thiếu úy Thịnh, thằng em thân thiết của tôi.
Sau khi lục soát và bố trí quân xong, tôi ra đồn gặp đại úy tổng, đại đội trưởng đại đội 1, đơn vị đồn trú bị tấn công hồi đêm. Đại úy tổng cho tôi biết thiếu úy Thịnh bị thương nơi bụng nhưng không nặng và đã được trực thăng tải thương. Anh ta đưa cho tôi chiếc ba lô và nói: "Thiếu úy Thịnh nhờ tôi chuyển cái này và nhắn Trung Hiếu cất giữ sủng nó." Trung Hiếu là danh hiệu truyền tin của tôi. Tôi cầm lấy ba lô của Thịnh từ tay đại úy tổng và mừng thầm: "Thằng em thật may mắn, kỳ này nằm ở Tổng Y viện Cộng Hòa, tha hồ gặp mặt người yêu." Một mình trong quán cà phê vắng vì chiến trường còn đang bốc khói nên chủ quán chưa dám buôn bán. Tôi soát trong ba lô xem đồ đạc của Thịnh có những gì: vài gói capstan, một vài vật dụng cá nhân vặt vãnh, một cuốn nhật ký. Tôi vừa cầm lên thì một tấm hình rớt ra, hình của một cô gái còn rất trẻ với gương mặt đẹp, mái tóc dài buông lơi và đôi mắt buồn thăm thẳm. Chiếc áo dài nữ sinh ôm gọn thân hình đều đặn gợi cảm. Đẹp quá! Lật phía sau, một hàng chữ nét mực học trò: Forget Me Not, Lan Anh, Gia Định, ngày 27 tháng 1 năm 1973. Phía dưới ghi: địa chỉ 64-3 Phan Văn Trị, Gia Định. Thì ra cô bồ của Thịnh tên Lan Anh. Thằng này quá tốt số. Nhìn kỹ tấm hình, tôi thấy Lan Anh có nét quen quen, hình như có gặp ở đâu đó. Cô mòi trong ký ức nhưng tôi không thể nào nhớ ra được. Bỗng nhiên như có một dòng điện cực mạnh chạy dọc theo xương sống. Tôi chụp vội ống liên hợp của máy truyền tin, gọi đài tiếp vận ở núi Chứa Chan thuộc Sa Rê. Qua một thời gian lâu chờ đợi đài tiếp vận nối kết nhiều nơi, cuối cùng đầu máy bên kia lên tiếng: "Trung Hiếu, Trung Hiếu, bác Bình gọi." "Trung Hiếu, tôi nghe, xin lỗi, ai đó?" "Dạ, tôi là Trung úy B, phân chi khu trưởng Sa Rê." "Anh B, nhờ anh giúp tôi, anh có thể cho tôi biết danh tính những nạn nhân chiếc xe đỏ bị mìn Việt Cộng ngày hôm qua tại cầu số 10 không?" "Trung Hiếu, chờ một chút." Tôi sốt ruột chờ đợi. Khoảng 15 phút sau: "Alo, tôi là xã trưởng Sa Rê, tiếp chuyện Trung Hiếu." "Chào ông xã trưởng, xin ông vui lòng cho biết tên tuổi nạn nhân." Ông xã trưởng sốt sắng: "Chỉ có một số ít được xác nhận danh tính. Tôi xin đọc: Nguyễn Thanh Long, Võ Văn Bé, Huỳnh Thị Thanh, Nguyễn Thị Lan Anh." Hai tay lủng bủng, tôi ngắt ngang: "Xin ông đọc lại tên họ người vừa rồi." "Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1955, địa chỉ 64-3 Phan Văn Trị, Gia Định." Tôi chết lặng. Ống liên hợp máy truyền tin PRC-25 rời khỏi tay tôi, rơi xuống đất vang lên một tiếng khô khan. Mắt tôi sầm lại, hình ảnh Thịnh rồi Lan Anh lướt thật nhanh trong đầu tôi. Ngoài kia, nơi khoảng đất trống trước cổng đồn, nằm xác chết của đồng đội tôi được gói cẩn thận trong những chiếc bôn xô. Cạnh đó không xa, xác của những người anh em sinh Bắc tử Nam được xếp thành một hàng dài ngay ngắn. Tác giả Lê Phi Ô. Từ ngày Lan Anh chết, những vệt máu của nàng vương vãi trên bờ cây ngọt cỏ đã khô cứng. Cuộc sống của thiếu úy Thịnh sẽ ra sao? Tôi biết người lính trẻ ấy vẫn sống, vẫn chiến đấu, nhưng với một trái tim luôn rỉ máu. Thịnh cũng đã tử trận sau đó không lâu.